Theo báo Vietnam Plus, khoảng 255.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ lụt và sóng thần trước khi cơn bão Mandi đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào Philippines. Ngày 16 tháng 11, cơ quan chức năng Philippines đã ra lệnh cho tất cả các tàu thuyền quay về bờ và người dân ở khu vực ven biển sơ tán khi cơn bão Mandi đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào quốc đảo này với sức gió lên tới 215 km h Manji đang di chuyển theo hướng tiến thẳng vào tỉnh đảo Cataduanes, thưa dân cư và dự kiến đầu bộ vào cuối ngày 16 tháng 11 hoặc sáng sớm ngày 17 tháng 11. Đây là cơn bão thứ sáu trong năm nay mà Philippines phải hứng chịu sau năm cơn bão trước đó, khiến ít nhất 163 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa, mua màng, gia súc mất trắng. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Maro Iringan, khoảng 255.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ lụt và sóng thần. Ông hối thúc người dân thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật trên các phương tiện truyền thông, tuân thủ các chỉ dẫn của cơ quan chức năng và nhanh chóng rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Quân đội đã được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân. Cơ quan thời tiết dự báo bão Manji sẽ tiếp tục mạnh lên khi áp sát Philippines và có thể mạnh lên thành siêu bão trong vài giờ tới trước khi đổ bộ. Cơ quan núi lửa cũng cảnh báo mưa lớn do Manji gây ra có thể kích hoạt dòng chảy của trầm tích núi lửa từ ba ngọn núi lửa, trong đó có núi lửa Ta'an phía nam Manila. Các nhà khoa học đã cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão dẫn đến ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Mỗi năm, có khoảng 20 cơn bão lớn và siêu bão đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này hoặc vùng biển lân cận, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, song hiếm khi các cơn bão dồn dập trong thời gian ngắn như hiện nay. Báo Việt Nam Plus đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 16 tháng 11, bão Manji đã mạnh lên thành siêu bão. Hồi 7 giờ, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,5 độ vị Bắc, 126,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km h trên giật giờ trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 tới 25 km h Đến 7 giờ ngày 17 tháng 11, bão Mandi ở vào khoảng 14,7 độ vĩ Bắc, 123,3 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió cấp 16 giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây bắc tốc độ 20 tới 25 km/h. 7 giờ ngày 18 tháng 11, bão Mandi ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 119,2 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông sức gió cấp 12 giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 tới 25 km/h, đi vào biển đông và suy yếu dần. Khu vực biển đông, khu vực bắc biển đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 11, bão ở vào khoảng 18,8 độ vị bắc, 115,1 độ kinh đông trên khu vực bắc biển đông, cách hoàng sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Sức gió cấp 12 giật cấp 15 bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 20 km/h. Khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 tới 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm do tác động của siêu bão Manji, từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 cấp 12 giật cấp 16, sóng biển cao 2 tới 4 mét, vùng gần tâm bão 5 tới 7 mét, biển động dữ dội. Về bão Usagi, hồi 7 giờ ngày 16 tháng 11. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km h giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km h Đến 7 giờ, ngày 17 tháng 11, bão Usagi ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Đài Loan, Trung Quốc sức gió cấp 6 giật cấp 8, bão di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 10 tới 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực phía đông bắc, khu vực bắc biển đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão Usagi, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 2 tới 3 m, vùng gần tâm bão 3 tới 5 m, biển động mạnh. theo báo Tuổi Trẻ, dự báo ngày 15 tháng 11, bão Usagi có khả năng đi vào đông bắc của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 2 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 11, tâm bão Usagi đang ở trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118-133 km h giật cấp 15. Dự báo trong ngày 15 tháng 11, bão Usagi đi vào khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2024. Tuy nhiên, sau khi vào Biển Đông, bão Usagi có khả năng đổi hướng, đi theo hướng đông bắc hướng về phía nam Đài Loan, cường độ suy yếu dần. Như vậy với dự báo đến thời điểm sáng ngày 15 tháng 11, bão Usagi không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Đối với bão số 8 Toraji, đêm ngày 14 tháng 11, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 11, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong ngày 15 tháng 11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực tây bắc của Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão Usagi và áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m vùng gần tâm bão 5-7 m biển động dữ dội. Vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Đối với bão màn gì, các sự báo Nhật, Hồng Kông nhận định bão đang mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Dự báo trong hai ngày tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về đảo Lưu Dông, Philippines. Cường độ bão tiếp tục mạnh thêm, dự báo có thể đạt cấp 15, giật trên cấp 17. Đến khoảng ngày 17 tháng 11, bão quét qua đảo Lưu Dông và đi vào Biển Đông, dạng sáng ngày 18 tháng 11. Cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá Manti là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng di chuyển vào Biển Đông vào khoảng ngày 18 tháng 11. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo của cơ quan khí tượng Thủy văn để chủ động tiếp cận thông tin và chủ động phòng ngừa. Theo báo VN Express, Philippines nâng mức cảnh báo bão lên cấp cao nhất và sơ tán hàng nghìn người trước khi siêu bão Usagi đổ bộ với sức gió lên đến 180 km h Bão Usagi dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines từ chiều ngày 14 tháng 11 trở thành cơn bão thứ năm tấn công quốc gia này chỉ trong vòng 3 tuần qua. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cảnh báo gió lớn từ cơn bão có thể phá hủy hoàn toàn các công trình thiếu kiên cố, nhất là ở những khu vực ven biển. Các tòa nhà kiên cố hơn cũng có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bão đổ bộ. Giới chức Philippines đã nâng cảnh báo về bão Usagi lên mức 5 là mức cao nhất trong thang cảnh báo. Siêu bão này có thể gây ra mưa to đến rất to, cùng những đợt sóng cao tới 3 mét đe dọa tính mạng của người dân. Lãnh đạo lực lượng dân phòng Truly Rapsing cho biết đang tiếp tục sơ tán người dân ở các khu vực ven biển và những vùng trũng ở tỉnh Kagayan. Chính quyền địa phương sẽ đưa 40.000 người tới nơi trú ẩn an toàn, tương đương số người được sơ tán trước đó vì bão Diên sinh. Vẫn còn hơn 5.000 người dân ở tỉnh Kagayan đang ở trong các cơ sở trú ẩn sau các cơn bão đầu bộ trước đó do nước sông Kagayan, con sông lớn nhất cả nước vẫn dâng cao. Sau bão Usagi, Philippines dự kiến tiếp tục hứng chịu cơn bão Manji đổ bộ vào khu vực quanh thủ đô Manila cuối tuần này. Gustavo Gonzalez, điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc, nói bão trồng bão, trong lúc các cộng đồng đang nỗ lực phục hồi sau bão, lại có cơn bão khác kéo tới. Nghiên cứu gần đây cho thấy biến đổi khí hậu khiến các cơn bão ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh chóng hơn và ảnh hưởng lâu hơn trên đất liền. Philippines mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão khiến hàng trăm người thiệt mạng. Theo báo Tuổi trẻ, cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá bão Manji rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng di chuyển vào Biển Đông khoảng ngày 18 tháng 11, nhiều khả năng đây là cơn bão số 9 trong năm 2024. Trưa ngày 14 tháng 11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines đang tồn tại hai cơn bão rất mạnh là bão Usagi và bão Mandy. Đối với bão Usagi, hiện đang ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h. Dự báo bão Usagi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc hướng lên phía Nam Đài Loan, do đó xác suất vào Biển Đông thấp dưới 20%. Đối với bão Màn Dì, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện bão đang cách đảo Lưu Dông khoảng 2.000 km và di chuyển rất nhanh với tốc độ 25-30 tới km h Dự báo khoảng ngày 17 tháng 11, bão đổ bộ vào khu vực đảo Lưu Dông với cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá bão Mandi là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng di chuyển vào Biển Đông khoảng ngày 18 tháng 11. Nếu vào Biển Đông thì đây là cơn bão số 9 trong năm 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyên cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng Thủy văn để chủ động tiếp cận thông tin và chủ động phòng ngừa. Đối với bão số 7, bão Toraji, sáng nay bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, 62-74 km h giật cấp 10. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc của Bắc Biển Đông. Vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m biển động rất mạnh tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc gió mạnh và sóng lớn